Coi vlog nha. Hello anh em. Dạ. Ủa, mày này 23 phút luôn. Lâu rồi mình cũng bỏ bơi cái series vlog này quá. Hôm nay kiểu như là nhân dịp mà gọi là vô mẹ mày. Lâu ngày rồi không có quay vlog á, đứng trước máy ảnh đéo biết nói cái lồn á, ngáo phải cái lồn. Với lại team Biên thì nay mình sẽ bắt đầu quay lại cái vlog. Mẹ bên kia không? Thấy không? Mẹ thấy bên kia không? Nhìn là thấy nô hết rồi đó nha. Được mỗi ông này đã hay nè, ông này đã hay nè. Quốc tế luôn. Mẹ mày cứu tượng. Mà nhìn bên kia thì chắc ba trái. Chắc ba trái. Chắc ba trái chứ đồ rồi nữa. Anh em phải động trước cái rồi bên sau. Nhìn tôi lên thấy đâu hết rồi. Cảm ơn em kìa. Đâu nhẹ nhưng cho em được phép cười nửa được. Này thật sự không phải kinh. Đâu nhẹ đừng lọc khen tội bé. Đẹp mẹ mày. Đẹp mẹ mày sao con kia không ta? Chưa quen chân anh em ơi, chưa quen chân. Chưa quen chân, tại mới chưa quen. Đẹp mẹ mày tôi lên. Lên cho anh luôn, đẹp mẹ mày. Chưa quen cái chân. Mới vô. Mới vô chưa quen cái chân. Chưa quen cái chân mấy con vợ ơi. Nè ông này đã được nè, ông này đẹp mà đã được. Nè với lại ông này nữa. Ông số 2 này đã cũng được. Ba mày. Sao? Pha này quay phim nó hơi đuối xíu. Cái xăng này to quá anh em ơi, đã không quen. Bữa anh bà càng á, lòng quýt bên kia. Lộn xe đa. Lộn xe đa. Lộn xe đa. Nó đỡ gì vậy? Nó đỡ không nha bà. Lộn xe đa. Lời ra ra. Lời ra ra điệp con mẹ mày. Nó chạy còn nổi nó sao nó đá banh. Rồi xe na. Không mà nói thiệt bên kia tướng to thiệt anh em. Bên kia ai cũng tướng to hết. Sủi dơ thôi, lúc đầu mình làm bộ một sủi dơ vậy thôi đủ rồi thì nói chung cũng vừa vô làm vài đường nhưng mà kiểu làm căn bản thôi. Mà bên kia lũng hai trái rồi. Nếu mà mình chơi dài dài nữa chắc mình kia. Tôi mở bàn, tôi mở kiểu như tôi quất trái đầu, tôi ghi bàn thắng đầu tôi mở luôn mà anh em. Mà tại khúc đó không có quay, cái đó tôi ghi đầu luôn. Đẹp mẹ mày đéo quay. Rồi bảy trái. Tôi làm nói chung là hai lúc đầu trái tôi đi ra. Bên kia nhìn xong tôi ra sủi dơ luôn hết rồi. Ghi 3 bàn. Xong ra sủi dơ để mẹ mày thua lại một cái, thua lại 4 bàn. Kiểu như không có cửa luôn á. 4 bàn kiểu như nãy mình đá mình đá như nè. Chắc mình đá như nè. Chứ thở không nổi đâu. Mình đá hai chân mình chết nữa. Bình thường mình chạy hai chân mình không mệt, tại nãy mình đá mình chắc, mình chạy một chân nên là mệt. Thì nó đá với bà Duyên cũng lên luôn. Thì giờ chắc có bà Duyên vô chắc cũng mà ăn chắc. Bà Duyên ra con. Bà Duyên ra đây nè. Nếu mà bên kia mà nếu mà có muốn hấp á thì chắc mình để bà Duyên vô đá. Thì nói chung mà có cơ hội. Còn nếu mà để cái đội hình thì nó hết. Mẹ mày sủi dơ. Má coi lại sao thấy mình sủi dơ dữ vậy ta. Thì anh ba cũng lên rồi. Ba làm vài quyền đi. Đầu mắt có tướng rồi. Đó. Mai là anh ba chưa vào á. Anh ba chưa vào mà đã 3-0 rồi đó. Má sao tôi sủi dơ dữ vậy ta. Coi lại anh ba chưa vào mà đã 3-0 giờ anh ba vào rồi chắc gỡ mấy không ta nhắm lên ba. Ba điều ba. Ba điều. Thôi ba điều thôi, khỏi hai động lên ba ở ngoài đi. Người ta đang ăn 3-0 anh kia cũng vô 3 điều. Anh kia cũng vô 3 điều. Nó quay đá khá là chắc. Hôm nay khán giả theo cũng khá là đông. Ôi nó quay phá non cái chân quá dễ qua luôn chứ. Phá rồi tôi thiệt mẹ mày, tôi đột phá tôi ghi bàn luôn đó. phá đưa tôi đột phá tôi ghi bàn luôn rồi đó. Nó quay nó non cái chân đấy chứ. Phá đưa tôi đột phá điệp mạo suốt luôn. Rồi còn chơi hai người nhẹ đến từ vị trí của DVP đi chơi. Thầy sẽ ra ra mà thầy bại vô. Con heo vô. Con heo vô. Đó, con heo chạy nè, đó. Ôi, em có bóng đó. Trời ơi, con heo chạy đéo nổi. Một pha cắt bóng khá là hay đến từ vị trí của Norway. Và lưng mặt đang chọc á. Ngu quá, Norway. Ngu vãi lồn cho lên. Ngu vãi lồn địt của bạn mày. À, lên mặt đang chọc á, lên mặt kiên cho đồng đội. Hay quá tụi mình ơi. Ngu đụ má mày, nó ngu vừa gì. Một pha kiến tạo cho đội đối phương rất là hay của Tư Linh. Ngu vãi lồn. Chuyện đụng quá linh tinh vậy. Lớp dơm xào dưa này. Chỉ như cái DVTC nó kiểu như nó thiếu một cái người gọi là cầm chìa khẩu á. Kiểu như mình đá mình mở ra mình ra, thiếu một cái người đội trưởng, cái người gọi người dẫn dắt, cái người gọi là dẫn dắt cái lối đá, cái người mà kiểu như chèo lái con thuyền á, thiếu. Cho nên em hiểu mà gắn mất đầu anh em lũng liên tục, có mình là 3-0, mình ra một phát bên kia gỡ là 3-2 liền. Chán. Để chờ xíu nữa mình vô, chờ tụi nó mệt mình vô. Vô dẫn dắt lối đá liền chứ độ mà. Vô dẫn dắt lối đá liền. Vô dẫn dắt lối đá liền chứ. Ồ vẽ rớt đôi dài luôn. Rớt đôi dài luôn. Ô đùa má, đảo giò ra vậy. Đảo giò ra vậy. Cái mà nó mang chúng đó. Ui. Ui. Địt mẹ mày. Địt mẹ mày luôn. Ba gà vô đá 3 phút rồi anh em ơi, ba gà 3 phút rồi ra. Ba gà đá xanh cỏ đen cũng vậy á, ba gà đá xanh cỏ đen thì còn lẹ hơn. Xanh cỏ nhân tạo thì ba gà 3 phút chứ xanh cỏ đen thì ba gà còn lẹ hơn nữa. Xăng này nhìn xăng này xấu lắm. Xăng này nó xấu. Lộn. Đánh giá là hơi non đó nha. Quýnh luôn. Trời hiền vậy, quýnh lộn luôn. Xuống luôn. Điệt mọi mày. Phá làm hay tốt nha. Trời ơi, không biết đủ má mày non thiệt chứ. Hùng rít non cái tay thiệt luôn, cái pha vậy mà đỡ cho banh Hùng. Non cái tay thật sự. Chú Miêu đẹp mà chú Miêu. Tôi lên đéo mới chụp. Đó, tôi lên suốt mấy cái banh điên lên vậy không à. Đủ má tôi lên đưa, tôi lên là banh tới giờ tôi lên suốt điên lên vậy không à. Tôi lên chuyền tao không à. Đủ má mày đá mà chích luôn đĩ mẹ luôn. Quăng banh đủ má cho chạy phải luôn. Ui. Hồi nữa cho ba gà vô chụp luôn. Quên. Đạp luôn chứ qua nó đỡ gì. Đó chú Biêu à. Mệt mẹ mày, nó quay suốt cái banh nó dở thì banh để tôi là vô rồi đó. Không có căng đúng không? Banh nó để tôi là tôi để vô cái góc như Nga rồi đó. Ok, tôi suốt vô góc như Nga rồi đó. Để qua mà có đây găng vậy ta. Ôi lấy căng vậy ta. Đó nè, đẹp mà mày. Nè nè, kít vô nè. Kít vô lăn xăng liền nè. Chú Bill với chúng tôi qua luôn. Lòn cái hán luôn, chết mẹ tôi lên luôn. Đẹp mẹ mà nó suốt cái mặt tôi lên luôn. Đẹp mẹ mày thấy chưa? Thấy chưa? Như Messi luôn, đẹp mẹ mày đạp cái banh như Hùng Riết, đẹp mẹ mà giọng cổ. Kiểu như mình đá mà thiếu mình đó là team nó lủng, có mình vô kiểu mình dẫn dắt trận đấu đi con mẹ mày trái banh, tầm nhìn chiến thuật tốt phải lồn, nhãn quan chiến thuật tốt phải lồn. Đẹp mẹ mày, nhãn quan chiến thuật tốt phải lồn. Tốt phải lồn. Nhãn quan chiến thuật như vậy trở lên. Tôi lên đủ quá mày đi đéo nổi, nó chạy lùng què. Đó tự nhiên nè, tự nhiên nè, đó tự nhiên đi suốt cái đùng lên trong khi cờ lia đứng đây đéo thả xuống cho cờ lia, đi suốt cái đùng lên cho đang banh ra biên đó, đập đá bãi lồn. Đập đá bãi lồn trong khi cờ lia đứng một mình đéo kiền cờ lia, đi đá cái đùng lên cho mắt banh. Đệt con mẹ mày, chơi đá. Đệt con mẹ, dắt xe banh. Dắt xe banh, đệt con mẹ mày. Dắt xe banh, đệt mẹ mày té rồi đâu. Dắt xe banh. Dắt cho mình bé lòi lồn. Dắt cho mình bé địt con mẹ mày lòi lồn. Ôi chú Bill chọn cái pha đó hơi non. Trời còn cái pha này không hề lắm nè. Cái pha này hình như dính cái giò vào trong cái lưới rồi. Con gái cái lòng vậy chứ mình con gái cười cái dòng cười con gà nụ quá, cái dòng cười con gà đủ quá, cái dòng cười con gà phải lầu đi. Dòng cười con gà đi không. Lên mặt đó. Dòng cười con gà đi không mẹ mày đéo mắc cười, mà nghe dòng cười con gà mà cũng mắc cười nữa. Đấy. Tối này đá banh tiếp nè, giờ coi đó, giờ coi vlog đá banh ghiền quá. Tối coi tiếp. Tối coi, ủa tối đi đá chứ lộn. Tối đi đá tiếp. Tối Hương Sáu đá tiếp. Hương Hà Dương Sáu nè. Địt mẹ mày mới mua đồ dài. Mới mua đồ dài 7,5 triệu. Mới mua đôi giày đá banh 7,5 triệu. Tối nay mẹ mày khai xăng luôn. Đẹp mẹ mày banh gì mà đéo qua được lồn kia tôi suốt vô luôn rồi. Tôi chọn vô cái hén lồn này rồi anh em thấy không? Dễ không? Dễ không? Đẹp mẹ mày qua được lồn áo xanh này mẹ mày suốt vô luôn rồi đó. Qua đường lỗ xanh suốt vô luôn rồi đó. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Chết với tôi này, mấy pha này nè. Phải gà gà thôi tôi mới không qua được đi. Mày vô đùng, vô cái đùng rồi tôi qua liền. Vô cái đùng rồi tôi qua liền. Đó nè. Vô liền, qua liền, địt mẹ mày. Vô cái rồi qua liền. Ăn gùa không có đồ. Nè các mày đã được nè, ông này nè, ông mày đã được nè. Tiếng làm gì vậy? Tiếng làm gì vậy? Hỏi chấm. Hỏi chấm. Hỏi chấm. Đóng chuyền rồi đi. Ui! Ui! Trời ơi bao gà đủ má nó phải lồn. Đánh được rồi. Nhắn cái bài nước kia không được, cái bài nước rồi. Má pha dính cục dọc ta. Pha dính cục dọc ta, đen ta. Pha đen ta. Để mày chích cái móng gì vô cục dọc ta. Để đồ mẹ mày. Ủa ai đây mẹ ơi. Mẹ ơi. Phá chui ta. Pha hơi xui. Pha nó hơi xui, gỗ đâu mà gỗ. Mẹ mà nó giết ba gà. Nó giết ba gà. Cụ má nó gầm hết sức nó suốt. Nó giết ba gà. Giết ba gà nó suốt liên tục. Đệt con mẹ mày. Không mà kia nó hay. Đây là suốt ra đi không à. Ui ba gà ra hợp lý vậy. Ba gà ra hợp lý vậy. Đẹp mẹ mày nói cái lồn gì đi. Bán dừa gì. Đẹp mẹ mày đừng nói lồn hết. Hên. Đẳng cấp. Đẳng cấp anh em ơi. Đẳng cấp. Pha đó là đẳng cấp. Lòng má. Pha tôi thoát xuống điệp mẹ mày chạy đéo lại tôi chạy lẹ lắm. Tôi chạy lẹ lắm, ba nó chạy sao lại tôi. Phanh cao Bình Dương. Phanh cao Bình Dương. Phanh cao Bình Dương. Săn xấu thật sự. Săn đang thui rồi. cao Bình Dương. Nói chung là cái vlog này thì mình làm cái chặng banh này mình làm cỡ 70%, cái chặng banh này mình làm 70%, mình còn 30% còn lại team làm không được, thua chịu, team đã dở quá chịu. Chịu chưa? Mình làm 70% rồi mà còn 30% còn lại mà team không làm được rồi mình chịu à. Ủa, ông Bill ông Bill ông cũng gỗ vừa gì, ông Bill cái chân ông cũng gỗ vừa gì. Trái banh vậy mà đá không vô được nữa thì chứ người ta cười cho. Trái banh này mà đá không vô được người ta cười cho, luôn đó chứ. Banh này mày chạy không được, đá không vô người ta cười cho. Ôi đỡ Bill ghi bàn luôn, chết luôn, cuối lưới luôn á. Thì cũng vừa xong rồi. Địt mẹ mày gáy sớm là địt mẹ mày kết quả ăn lồn ngay. Thua chắc cỡ 5 trái. Đúng 3 trái. 3 trái thì anh em đây giờ ngồi với mấy thằng lỗi giái luôn nè. Đá. Đó cái lời đụng hỏi đéo nổi luôn. Sao? Mở hả? Bạn thấy tôi ghi bàn ra bàn sao? Sao? Ghi ba bàn cũng đĩ mẹ đó. Tại sao? Tôi ghi ba bàn sao? Được. Ghi bạn ghi. Bạn ghi tạo thôi chứ kiến tạo em ạ, kiến tạo ba bàn. Thì anh em cũng đã thua rồi. Cũng thua rồi thì giờ nói chung là đi ra ngoài quán lẩu ăn thôi. Ra quán lẩu ăn chung tiền. Thua à. Thua rồi chung. Điệt cô mẹ mày mới vô 5 phút làm 3 trái. Điệt cô mẹ mày làm 3 trái xong vô quay điệt mẹ mày gãy dơ, đá một chân lồ chú bậy. Điệt cô mẹ mày gốc lột xuống sớm ăn lồn luôn. Cô em thiệt xem đi. Nhưng mà tao phục khẩu phục. Nhưng mà sau trận hôm nay em mình sẽ quyết tâm là luyện tập nhiều hơn. Điều đó hay thiệt. Giờ bắt đầu thì đi ra ngoài quán lẩu ăn thôi. Mọi người có gì ra ngoài đó mình quay một miếng nữa rồi sẽ kết thúc cái vlog này luôn. Rồi thôi, quay cái lò này nó kết thúc luôn anh em ơi. Kết thúc luôn nha anh em ơi. Anh em qua bên cờ đê, anh em cờ đê mở rồi đó, giờ quay cái công cặt gì nó kết thúc luôn rồi. Cảm ơn anh em sáng giờ ủng hộ nha, cảm ơn anh em, bye bye mọi người.